Xin chào tất cả các bạn. Chúng ta đang làm một cái hộp mà các bạn biết đó là cái gì không? Đây. Đây. Một cái hộp nhỏ nhắn xinh xinh. Bulky. Và trong đây sẽ là một con chuột. Với giá cũng khá rẻ. 65k. Đây, sản phẩm chuột. Chuột gaming. Trên đây có nút. Trên đây có nút điều chỉnh tốc độ chuột này. Xoay. Đây có nút tới lùi. Dây dù. Dây dù cũng khá chuột. Chuột cũng khá đẹp đó. Sẽ game thử coi nó có màu không. Đấy, có led luôn. Led màu xanh, không đổi màu. Vậy cũng được rồi. Ấy, có đổi màu này. À, một thời gian nó sẽ tự đổi màu. Được 3 màu rồi. Xanh, hồng, đỏ. Vậy lại được 3 màu. Chuột đã nhận. Nhìn cũng khá đẹp. Có 65.000 thôi, cũng khá rẻ đó chứ. Như đây nè. Chụp qua. 5 con. Nhìn cũng khá là hầm hố, đúng chứ. Chụp gaming luôn. Rồi, xin cảm ơn mọi người đã xem.